Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn là một Tarot reader mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài Tarot for Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là thông điệp khẩn cấp từ tổng lãnh thiên thần trao đến cho bạn lúc này là gì? Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 tụ bài Đây là tụ 1 Hoặc bạn cũng có thể chọn những cái thẻ bài màu ha Trên mỗi cái lá bài tụ 2 và tụ 3. Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi thông điệp khẩn cấp từ Tổng lãnh Thiên Thần mang đến cho các bạn lúc này là gì và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là mạnh mẽ ngoan cường thông minh nhạy bén và cũng là một người Biết mình muốn gì và cần gì Và có thể các bạn đang chờ đợi một cái thông điệp Hoặc là bạn đang chờ đợi một cái thông tin Một cái tin tức gì đó mình ừ. thấy có thể là bạn đang trong cái giai đoạn gọi là Rất là quan tâm nhiều đến gia đình và cha mẹ Hoặc là cha mẹ của bạn cũng rất là quan tâm đến các bạn Hoặc các bạn là những người muốn làm chủ cuộc sống của mình Và không có muốn bị người khác kìm hãm Hoặc là không có muốn sống dựa dẫm vào bất kỳ ai hết Là một người rất là độc lập và tự do và dường như các bạn là những người làm gì cũng có sự trật tự ngăn nắp và kỹ cương hết, có sự gọi là tính toán cẩn thận và kỹ lưỡng. Có một số bạn ở đây các bạn là những người chủ, những cái người sếp, những cái người đứng đầu. những người đã từng trải qua rất là nhiều những thăng trầm có rất là nhiều những kinh nghiệm sống. Hiện tại có thể các bạn đang có những cái sự muốn bắt đầu một cái điều gì đó mới mẻ ha Một cái dự án, một cái kế hoạch gì đó Hoặc các bạn đang tìm kiếm thêm nhiều thông tin Hoặc là tìm cho mình những cái giải pháp thiết thực Hoặc những cái sự rõ ràng hơn Những cái tri thức mới Để bạn có thể là phát triển trọn vẹn cái cái điều bạn muốn Và dạo gần đây mình thấy các bạn có khả năng gọi là chỉ muốn ở một mình thôi Không có muốn tiếp xúc quá nhiều những cái điều phiền tối ở bên ngoài Hoặc quá nhiều cái sự ồn ào các bạn có thể là những người có sự thông tuệ nha, là những người có khả năng tiên phong, khả năng dẫn dắt người khác. Tuy nhiên mình thấy các bạn cực kỳ khiêm tốn. Một số bạn ở đây có thể sắp tới bạn sẽ có những chuyến đi, ha, hoặc là có thể mình thấy các bạn là những người cũng rất là yêu động vật, môi trường rồi đó. Hiện tại trong cuộc sống của bạn, bạn cảm thấy mọi thứ có vẻ nó hơi mù mờ và không biết tương lai sẽ như thế nào. Ừm. Tuy nhiên thì mình thấy các bạn là những người không có để cho hoàn cảnh hoặc là để cho mọi thứ nó có sự chèo kéo cái năng lượng của các bạn. Mình thấy các bạn là những người rất là biết lên kế hoạch chi tiết và cụ thể. À, các bạn biết mình cần phải làm gì trong một thời điểm này và dù cho mọi thứ nó có sự mập mờ nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết sức mình, à, vẫn có một cái sự kiên định với những gì mình đang thực hiện, đang quyết tâm. À, và mình thấy có thể trong thời gian tới các bạn sắp có được rất là nhiều những cái thành tựu, thành tựu lớn ha. Mình thấy các bạn đang được vũ trụ à, quan tâm các bạn rất là nhiều ha. và hỗ trợ cho các bạn. Ở đây thì mình thấy có thể dạo gần đây một số bạn các bạn cũng hay um, ngủ mơ thấy um, người thân tổ tiên, ông bà hoặc là có thể các bạn có sự gọi là Kết nối được với bậc thầy, người thầy tâm linh của các bạn Thấy là như vậy, có thể thông qua những giấc mơ à, Và nếu như các bạn thấy nhiều uh, những cái dấu hiệu như là Loài nhện nè ừ. Thấy nhiều con nhện xuất hiện trong cuộc sống của các bạn à, Hoặc là các bạn có thể thấy nhiều con số lập 999 ừ. Hoặc là các bạn có thể uh, thấy long vũ ha. Thì nó cũng biểu tượng cho cái sự gọi là kết nối từ Bậc thầy tâm linh cũng như là tổng lãnh thiên thần ha, Trong cuộc sống của các bạn đó Các ngài luôn ở xung quanh cuộc sống của các bạn Chỉ là đôi lúc các bạn còn phải cho mình Cái không gian riêng để bạn có thể Yên tĩnh để bạn có thể lắng nghe Những cái thông điệp Những cái sự hướng dẫn từ ơn trên Thông qua cái trực giác của các bạn Rồi để mình xem coi à, Thông điệp khẩn cấp từ tổng lãnh thiên thần Dành cho bạn lúc này là gì một số bạn có ở đây mình thấy các bạn hơi bị thức khuya nhiều quá mình thấy các bạn nên có sự thay đổi cái thói quen này bởi vì thức khuya cũng không có tốt khiến cho bạn mệt mỏi và mất đi cái sự tỉnh táo khi mà mình thức dậy và mình làm việc đó và bạn hãy biết rằng bạn đồng người có khả năng um, dẫn dắt người khác có khả năng lãnh đạo nha, hoặc là một người có bẩm có phẩm chất lãnh đạo uh, bẩm sinh rồi. Ừ. Sinh ra là đã có khả năng làm trở thành người lãnh đạo hoặc có thể một số bạn thời còn đi học là các bạn là những lớp trưởng <laughs> hoặc là những cái người đứng đầu trong lớp như vậy. Và cuộc sống của các bạn thì mình thấy tự bạn bươn chải thôi và bạn cần phải có những cái quyết định thực tế cũng như có những cái um, chiến lược rõ ràng cho cuộc sống thì bạn mới thành công được. Còn các bạn sống um, gọi là phụ thuộc hoặc là bạn có sự gọi là không có kế hoạch thực tế, không biết mình muốn gì, cần gì thì cuộc sống của bạn sẽ rất là lên đơn đó. Ừ. Và bạn phải có sự kiên nhẫn và kiên trì bền bỉ cũng như tìm kiếm những cái thông tin rõ ràng nếu như mình muốn làm một cái gì đó thì mình phải có sự đào sâu nghiên cứu thông tin tin tức hoặc là học hỏi từ những người họ đã thành công nha. Yeah. ở đây mình thấy các bạn rất là được lòng vũ trụ nha à, có thể là có một số bạn ở đây các bạn rất là hiếu thảo ừ. cho nên vũ trụ rất là ưu ái những người hiếu thảo và sẽ tạo cơ hội giúp cho những người đó gọi là thấy được cái mục tiêu của mình và có cơ hội để có thể phát triển và thành công lớn để có thể báo hiếu cha mẹ ở đây mình thấy cái thiên thần muốn nói với bạn rằng nếu như bạn cảm thấy một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn nó đang chậm lại hoặc thậm chí nó đi vào bế tắc thì bạn đã đúng có điều gì đó nó không có tiến triển à, ngay cả khi mọi thứ dường như nó đang trôi chảy bạn hãy nhìn vào bên dưới bề mặt à, có thể có cái gì đó nó không có lay chuyển được ừ. cái bước đầu tiên để bạn có thể thoát khỏi những bế tắc đó là hãy thừa nhận bạn đang ở đâu và trong cuộc sống thì bạn có thể um, tìm hiểu những gì không hiệu quả trong cuộc sống của mình sau đó các bạn thực hiện các bước chậm rãi ổn định để bạn có thể dỡ bỏ những cái rào cản và bạn hãy biết rằng khi mà một người họ bị hút vào bùng thì điều tồi tệ nhất là phải phải làm đó là dùng dãy thì điều tốt nhất bạn nên làm đó là từ từ và cẩn thận từng bước một giải thoát bản thân của mình chứ không phải là càng lắm bùng mình càng gọi là dùng dãy thì bạn càng gọi là bị kéo xuống đó càng sụp lúng nhiều hơn Và cái thiên thần muốn khẳng định với bạn rằng bạn được bảo vệ ừ. Bạn có thể vượt qua được bất cứ điều gì Và rễ của bạn nó đang gọi là cắm sâu vào lòng đất Bạn dũng cảm, bạn giống như một cái cây sòi vĩ đại gì đó Bạn có thể sống sót dù cho mọi thứ nó đang ngổn ngang như thế nào Hãy luôn giữ vững tinh thần của mình bạn mang trong mình năng lượng của một nhà lãnh đạo và bạn có quyền lực lớn trong cuộc sống của mình và cái trí tuệ vĩ đại đang mở rộng bên trong bạn và những người khác cảm nhận được cái điều này. Và ngoài ra các bạn được cái thiên thần nhắc nhở là hãy có một cái sự bảo vệ tài sản của bạn. Hãy cẩn thận để bảo vệ ngôi nhà, tài sản, những người thân yêu và chính bạn trong cái thời kỳ này. Và những cái thông điệp liên quan đến cái sự tồn tại, cái sự sống sót của bạn trước những cái nghịch cảnh trong cuộc sống luôn được nhấn mạnh ở đây bạn không chỉ sống sót mà còn sử dụng những tình huống mà người khác có thể thấy khó khăn để bạn có thể phát triển đó, bạn sẽ có sự mở rộng khi mà những người khác họ thu hẹp lại và đây có thể là lúc các bạn phải thích nghi với hoàn cảnh của mình thay vì các bạn bị chúng khuất phục, bạn có một cái khả năng vượt trội để có thể vượt qua mọi thử thách và bạn rất là uh, mạnh mẽ và có một cái sự gọi là can trường ngoài ra những người khác họ có thể tìm thấy cái nơi trú ẩn trong năng lượng của bạn và khi mà bạn có một cái sự cho đi hỗ trợ những người khác thì các bạn sẽ được ân trên nuôi dưỡng hỗ trợ cho các bạn thông qua những tài nguyên thông qua những kiến thức những kinh nghiệm những cái sức sống sức khỏe bạn đang được mời gọi bước vào cái sự mạnh mẽ hoang dã của chính các bạn hãy làm điều này nó sẽ giúp cho bạn có thể làm tăng sức sống và góp phần vào sức khỏe tổng thể các bạn hãy tập thể dục hãy nâng cao tinh thần nâng cao thể chất của các bạn bạn muốn cho đi nhưng mà bạn phải có đủ thì bạn mới có thể cho đi được không thôi là bạn sẽ bị gọi là rút cạn kiệt ha tất cả những cái nguồn mà bạn có và một cái lời nhắc nhở từ các thiên thần dành cho các bạn đó là khi mà bạn bị lạc trong sương mù dày đặc thì tốt nhất là các bạn nên im lặng và tĩnh lặng À, hiện tại nếu như mọi thứ quá mù mờ thì bạn đừng có tiến về phía trước hãy có một cái sự kiên nhẫn chờ đợi một chút ừ, bởi vì rất là khó để mình có thể nhìn thấy những gì ở phía trước và mọi thứ có thể là không như cái vẻ ngoài của nó ừ. hãy kiên nhẫn và sự thật nó sẽ xuất hiện à. và trong cái trạng thái tầm nhìn bị che khuất này thì trí tưởng tượng và trực giác của bạn có thể được khơi dậy à, nếu như có một số bạn các bạn đã có một cái sự chờ đợi điều gì đó đủ lâu rồi thì những ước mơ và khao khát bên trong của bạn có thể thành hiện thực đó hãy lắng nghe trực giác của bạn hãy chú ý đến những cái suy nghĩ uh, ngẫu nhiên uh, đến từ trong trực giác của các bạn bởi vì có thể đó là một cái sự hướng dẫn cho các bạn và các bạn sắp đến thời điểm của sự thay đổi rồi sự tái tạo hoặc là tái sinh uh, vào một cái cách tồn tại mới uhm hãy thực hiện những biện pháp để bạn có thể thay đổi mọi thứ đừng chống lại cái sự thay đổi các bạn sẽ có một cái sự khởi đầu mới về mặt phát triển về mặt tinh thần hoặc là nghề nghiệp của các bạn cái sự biến đổi không có nghĩa lấy một cái gì đó cũ và sửa sang lại và sắp xếp lại một vài thứ nó có nghĩa là trở thành một cái gì gì đó hoàn toàn khác hoặc là một cái gì đó hoàn toàn khác cái sự thay đổi thường xuyên thì nó không có thoải mái nhưng mà nó thường mang lại cho bạn cái lợi ích cao nhất à, đây chính là một cái thông điệp may mắn dành cho các bạn ừ. và hãy biết rằng các thiên thần muốn nhắc lại đi nhắc lại cho bạn là một điều ước có thể sắp thành hiện thực rồi đó và hãy thư giãn đi ha. mọi thứ nó sẽ tốt đẹp thôi bạn đừng quá gọi là áp lực đừng có quá khắc nghiệt với bản thân của mình à bạn không cần phải quá gọi là thúc ép để mọi thứ phải tiến về phía trước hoặc là mọi thứ nó phải diễn ra theo mong đợi các bạn bên dưới bề mặt cuộc sống của bạn mọi thứ nó đều nhẹ nhàng và đang đẩy bạn đi đúng hướng à, bạn có thể trút bỏ được những gánh nặng và có một cái cảm giác cảm giác bình yên rồi hãy chậm lại và để cho cái sự bình tĩnh nó lấp đầy các bạn khi mà bạn thư giãn á, và bạn từ bỏ cái quyền kiểm soát trực giác của bạn nó sẽ mở rộng và bạn tạo ra cái không gian cho các thiên thần giúp đỡ cho các bạn. Ngoài ra cái việc chủ lành và đạt được cái kết quả tích cực trong cuộc sống của bạn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều khi bạn nghỉ ngơi. À, không cần phải lo lắng. Lo lắng nhiều khiến cho cái điều mà bạn muốn nó diễn ra rất là chậm. Hãy có một sự thư thái, thanh thản đi ha, và đón nhận cái điều kỳ diệu nó diễn ra trong cuộc sống của bạn. Những nỗ lực của bạn nó sắp được trở thành hiện thực. À, đặc biệt là vào cái mùa trăng tròn kế tiếp. Ừ. Mình thấy có khả năng là trong thời gian tới hoặc là dạo gần đây có một số bạn các bạn uh, bắt gặp một cái lông vũ từ trên trời rơi xuống. Yeah. Nó vô tình nó rơi vào người bạn hoặc là bạn thấy được cái chiếc lông vũ thì đó là một cái sự gọi là kết nối từ các thiên thần à một cái sự giao tiếp của các ngài với các bạn đó. Và để tìm thấy sự đơn giản thiêng liêng và sự rõ ràng trong cuộc sống Hãy chỉ làm những gì quan trọng thôi Giải phóng mọi thứ khác Và đơn giản quá cuộc sống của các bạn Hãy có một cái sự quét dọn sạch sẽ các khu vực sống của các bạn Hoặc là dọn dẹp tất cả những cái mớ lộn xộn bên trong lẫn bên ngoài cuộc sống của các bạn nha Hãy nghỉ ngơi, hãy lấy lại sức và chỉ tham va gia vào những cái gì thực sự ưu tiên Nó thực sự cần thiết đối với bạn Từ bỏ mọi thứ khác và hãy có một sự chỉ quan tâm đến những người mà bạn thân thương thôi Còn những người mà không có giá trị gì đó trong cuộc sống của các bạn Hoặc là không đến không có một sự trân trọng Hoặc là không đem đến cho bạn cái năng lượng tích cực Thì hãy có một sự rời khỏi những cái mối quan hệ như vậy Khi mà cuộc sống của bạn nó lộn xộn với đồ vật Với những mối quan hệ Với những cái hạn chế về thời gian và cảm xúc Thì không còn chỗ cho các thiên thần để có thể giao tiếp với các bạn đó hãy có cái không gian tĩnh lặng và có cái sự gọi là uh, dọn dẹp mọi thứ một cách uh, gọn gàng để các bạn có thể kết nối với trực giác mạnh mẽ hơn kết nối với thần linh mạnh mẽ hơn hãy biết rằng cái số lượng dọn dẹp lộn xộn nhỏ nhất nó cũng có thể tạo ra được cái sự khác biệt lớn nhất đó tổng lãnh thiên thần uh, đang mang đến thông điệp khẩn cấp gì cho các bạn Hãy thực tế, hãy tỉnh táo, hãy mạnh mẽ, hãy có một cái sự gọi là biết phân tích mọi thứ một cách rõ ràng. Hãy trung thực trong những lời ăn tiếng nói, hãy có trách nhiệm trong mọi việc của các bạn. Mình thấy một số bạn các bạn có những cái vấn đề về pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó thì có thể năng hoặc là những cái vụ kiện gì đó mà bạn đang chờ đợi kết quả. Yeah, hoặc có những cuộc thi chẳng hạn vân vân nói chung là bạn đang chờ đợi một kết quả gì đó ừ. thì kiên nhẫn thêm một chút ừ. mọi thứ nó đang được hoàn thành à. và mình thấy các bạn có được cái uh, sự chiến thắng sự thành công ừ. sự uh, tốt đẹp sự mọi thứ được thông qua ha một cách suôn uh, sẻ thuận lợi vào wow. cái bài tự nhảy ra luôn có tối hai lá luôn Đây mình thấy có thể là sẽ có rất là nhiều quý nhân được các thiên thần mang đến để có thể hỗ trợ cho các bạn giải quyết những cái vấn đề hoặc là cho bạn có một cái sự rõ ràng. Mình thấy có hai người mang năng lượng nữ ha, người đầu tiên là một người có tài chính vững chắc an toàn, có cái sự thông minh nhạy bén trong cái việc kinh doanh làm ăn là một người cũng thực tế và họ cũng hào phóng, họ cũng rất là yêu thương gia đình. Người thứ hai là một người sáng suốt tỉnh táo ha, đã trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống có cặp mắt nhìn người có khả năng độc vị người khác sáng suốt và có sự gọi là uh, khá là đa nghi ha và người thứ ba là một người mang năng lượng nam người này thì mình thấy họ uh, là một người mạnh mẽ có sức mạnh um, có quyền lực có khả năng lãnh đạo uh, và có sự thông minh và sáng suốt um, là một người cố vấn một người quân sư cho người khác có thể những người này làm trong lĩnh vực về kinh doanh về uh, lãnh đạo về à, ừ, hợp đồng ký kết gì đó ừ. hoặc là có thể bạn sẽ có sự hợp tác với những cái đối tượng này à, trong thời điểm này nếu như bạn có sự hợp tác hay gì đó thì các bạn cũng phải tìm hiểu rõ ràng à, phải có kiến thức hoặc là phải có sự hiểu biết hãy có một sự từ từ lùi lại để à, quan sát toàn cảnh chứ đừng có vội vàng hấp tấp trong thời điểm này ha đặc biệt hãy đầu tư khôn ngoan đầu tư theo phương thức truyền thống đừng có đầu tư theo kiểu mạo hiểm thời điểm này không nên mạo hiểm hãy biết giữ gìn tài chính của các bạn mà mình thấy các bạn như mình nói các bạn được an toàn ha người thân gia đình của các bạn cũng như tài sản các bạn được an toàn khi mà bạn có sự trao phó những nỗi lo của các bạn cho các thiên thần giữ giúp hỗ trợ cho các bạn ha. và ngoài ra thì mình thấy cái sự chờ đợi của bạn sẽ có được cái kết quả xứng đáng giống như một số bạn trong thời gian tới thì có thể là bạn sẽ Uh, có kết quả chiến thắng thành công hoặc là sẽ có những cái chuyến đi um, hoặc là có những cái sự thay đổi um, một số bạn có thể được lên chức và mình thấy những gì bạn cố gắng hiện tại sẽ có cái kết quả xứng đáng hoặc là bạn có sự bắt đầu một cái điều gì đó mới um, thì bạn cứ làm ha, và hãy có những cái bước đi chuẩn chỉnh chắc chắn là bạn sẽ thành công và nó mang đến cho bạn rất là nhiều những cái nguồn lợi yeah. tuy nhiên hãy um, cẩn thận và tỉnh táo Hãy cầu xin ơn trên cho bạn cái sự sáng suốt, cho bạn cái có tầm nhìn hoặc là trực giác của bạn có sự nhạy bén để bạn có thể biết mình nên đi theo hướng nào, mình nên quyết định mọi thứ ra sao. À, bạn được sự trợ giúp từ thần thánh rất là nhiều trong thời điểm này. Cho bạn cái sự khôn khéo, cho bạn cái sự thông suốt, tỉnh táo và cân nhắc. À. Một số bạn ở đây mình thấy nguồn tiền tài của bạn nó được an toàn mà nó được gia tăng nữa nè. À, tiền bạc của bạn nó có sự phát triển. À, và khi bạn nâng tầm bạn thân của bạn lên thì tiền tài nó cũng sẽ có sự là tỷ lệ thuận theo à. ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn sẽ thu hút vào trong cuộc sống của mình một cái đối tượng tình cảm ừ. và cái tình yêu này có thể là các bạn cũng phải kiên nhẫn bền bỉ à, thì mới có thể có được một cái sự trọn vẹn và cũng đừng quá kiểm soát ừ khi các bạn có một cái sự không kiểm soát các bạn có sự thư giãn và xua theo dòng chảy trong cái mối tình này thì có thể nó sẽ diễn ra theo cái hướng mà bạn mong đợi còn các bạn kiểm soát quá nhiều thì có thể là bạn sẽ khiến cho cái tình yêu của bạn nó cứ chậm lại ha, và kéo dài thậm chí là dễ đứt ha. một số bạn có thể là sắp tới sẽ có những cái sự hội tụ với người thân yêu của mình ở xa ha. Mình thấy có thể là khi mà bạn có sự bình tĩnh, kiên nhẫn thì bạn sẽ có được cái kết quả rõ ràng và bạn cảm thấy sự chờ đợi của mình là xứng đáng. Và thời điểm này nên cân nhắc trước khi bạn quyết định mua cái gì đó. Các bạn phải tiết kiệm thì nó sẽ hay hơn cho tương lai các bạn. Các bạn mua sắm nhiều quá thì có thể tài sản của bạn nó không có được đảm bảo kiểu vậy. nguồn tiền, sự thành công, sự trưởng thành, kiến thức, tri thức, hoặc những cơ hội mới đang được mang đến cho các bạn đó, cũng như tình cảm hoặc là những cái sự giao kết, sự hợp tác với những cái người xứng đáng, những cái người hỗ trợ ha, đang được gọi là trao cho, trao, trao ban cho các bạn và hãy lùi lại để nghỉ ngơi, hay cứ giãn đi, đừng có quá hấp tấp dọ dàng. Đây mình thấy các bạn thấy rất là nhiều con số lập luôn. À, 444 111 999 như mình nói ha. Rồi 666 cũng có hoặc là 888. Đó các bạn được khuyến kích nữa nè, lại một lần nữa. 1212 ha. À các bạn có thể lên google search những con số thiên thần này để biết những hướng dẫn chi tiết từ các nhà dành cho các bạn à, và cái lát của bạn là lát về con cú con cú có khả năng nhìn thấu mọi thứ một cách rõ ràng và cẩn thận và có sự quan sát trong cái sự tĩnh lặng càng tĩnh lặng thì bạn sẽ càng nhìn thấy mọi thứ một cách sâu sắc và tỉnh táo hơn cũng như là có được những cái sự hướng dẫn để bạn biết uhm, những điều gì đó nó còn gọi là bị bị ẩn dấu ha như vậy chậm mà chắc trong thời điểm này ha. đừng có um, dội vàng hoặc là có thể một số bạn có những cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của bạn nó bị chậm lại là không phải do bạn mà là do hoàn cảnh ha. do vũ trụ muốn như vậy ừ. cho nên là bạn cứ gọi là uh, thư thái đi bởi vì có thể là ở phần bạn bạn đã sẵn sàng nhưng mà ở những người khác họ vẫn chưa sẵn sàng vẫn còn phải thông qua bên này bên kia mọi thứ phải khớp lại thì nó mới có thể có được cái kết quả thành công ừ. rồi để mình xem coi ba thông điệp của thiên thần gabriel thiên thần raphael và thiên thần michael dành cho các bạn là gì ha ở đây mình thấy thiên thần gabriel muốn các bạn hãy nghiêm túc với cái sự nghiệp của mình ừ và ngoài ra bạn cần có sự trợ giúp từ các chuyên gia ừ. bên cạnh đó thì mình thấy có thể là như mình nói thiên thần Gabriel sẽ thúc đẩy để bạn có thể gặp được những cái người giúp cho bạn có thể vượt qua những cái sợ hãi hoặc là giúp cho bạn có thể phát triển được cái tài năng sáng tạo của bạn ừ. hoặc là cho bạn những cái lời khuyên hữu ích trao chút công việc của bạn để nó thành công hơn nữa à, hãy dâng những cái lo lắng về những cái uh, sự uh, thất bại cho vũ trụ và bạn sẽ thoát khỏi cái chủ nghĩa cầu toàn khiến những công trình sáng tạo của bạn nó bị giấu kín khỏi cuộc sống này. Và hãy nhớ rằng bạn không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ những cái người đồng cảm với cái thông điệp với sản phẩm với những gì mà bạn tạo ra. mới có thể trân trọng của những cái thành phẩm của các bạn. và cách duy nhất để người khác có thể nhận được những cái phước lành từ công việc của bạn đó là bạn mang nó đến cho họ ha thì ở đây mình thấy là các bạn đang được khuyến khích hãy có một sự tìm kiếm trên internet ừ, tìm kiếm những tài liệu những thông tin rõ ràng những thông tin uh, chuẩn chỉnh ừ, để bạn có thể làm cái công việc mà bạn mong muốn hoặc là nhờ ai đó cố vấn giới thiệu ha thì bạn sẽ có thể hoàn thành được công việc của mình hoặc là hoàn thành được ước mơ gì đó của các bạn ừ. hoặc là bạn có thể tham khảo những cái sự chia sẻ của những người đã thành công trong cái lĩnh vực của các bạn ừ. thì nó cũng giúp ích cho cái uh, sự thành công của các bạn nữa đó cho nên là có thể một số bạn đang cảm thấy bối rối thì thiên thần Gabriel thấy vậy cho nên là nhắc nhở các bạn về cái điều này ở đây một số bạn các bạn đang được thiên thần Raphael nhắc nhở các bạn hãy có một cái sự uh, giảm cân ha, hoặc là kiêng ăn lại và hãy có một cái sự gọi là thay vì bạn có cái chế độ ăn uống cân bằng là việc loại bỏ một cái điều gì đó thú vị thì tại sao bạn không điều chỉnh lại nó để bạn có thể xem những thực phẩm bổ dưỡng như một cách làm tăng thêm niềm vui trong cuộc sống của bạn và bạn sẽ cảm thấy thật là tuyệt vời khi mà bạn ăn uống lành mạnh vì biết rằng bạn đang được hỗ trợ năng lượng cho cơ thể thông qua những cái lựa chọn hợp lý à. có thể dạo gần đây là bạn đang được thôi thúc là giảm uh, kiểu như là các bạn uh, giảm những cái thức ăn quá chất hoặc là những cái thức ăn kiểu có quá nhiều thịt thà ha kiểu vậy uh, có khả năng các bạn được khuyến khích là ăn rau củ quả nhiều Ừ, à, có sự gọi là thay đổi cái chế độ ăn lành mạnh của mình hơn thì có cái đó nó đến từ thiên thần Raphael đó đã đến lúc các bạn thực hiện những cái thay đổi tích cực trong chế độ ăn uống rồi yeah. và khi mà bạn cầu nguyện cái thiên thần thiên thần Raphael hỗ trợ thì ngài sẽ giúp cho bạn có thể giảm bớt hoặc là loại bỏ những cơn thèm ăn không lành mạnh hãy lắng nghe trực giác của bạn về những cái thay đổi trong cái chế độ ăn uống quản lý cân nặng của các bạn À. và những điều này sẽ giúp ích cho sức khỏe của các bạn đó bởi vì cái cơ thể của bạn nó rất là nhạy cảm với những cái thực phẩm bạn ăn và đồ uống bạn uống hãy thay đổi thói quen ăn uống và bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của mình theo cái hướng tốt đẹp hơn nha yeah. và thiên thần Michael sẽ là cái người đồng hành với các bạn <laughs> trong suốt cái thời gian mà các bạn giải phóng những cái nỗi sợ hãi cũ và đạt đến cái tầm cao mới của hạnh phúc và bình yên ngài đang hỗ trợ các bạn trong khi các bạn ngủ đáp lại những lời cầu nguyện của bạn và xây dựng nền tảng cho cái mục đích cuộc đời của các bạn đó ừ. có thể là bạn sẽ mơ thấy hình bóng của các thiên thần ha. mặc dù có thể là bạn không có nhớ những cái giấc mơ này hoặc là bạn mơ thấy bạn đi học à, đi đến một cái lớp đào tạo nào đó vân vân ừ. thì bạn hãy biết rằng thông tin đó nó vẫn nằm trong cái tiềm thức của bạn và sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều về mọi mặt bạn có thể tiếp cận nhiều lời khuyên của thiên thần Michael bằng cách các bạn viết nhật ký về giấc mơ, bất kỳ loại sổ ghi chép nào cũng được. Và hãy giữ nó cạnh giường và liên tục ghi lại bất cứ điều gì bạn nhớ được từ những giấc mơ đêm trước thì bạn sẽ sớm nhận ra um, các mẫu trong chủ đề và biểu tượng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về um, giấc th cái, cái cái giấc mơ của mình. Và ngoài ra những cái giấc mơ lặp lại nó có cái sự gọi là gây sự chú ý cho các bạn và muốn bạn hãy có những cái hành động theo cái mong muốn của trái tim mình bạn có thể tham khảo ý kiến của những cái người chuyên gia trong cái việc giải mã giấc mơ à, hoặc là dạo ở đây mình thấy um, trong cái trả bài của mình dạo gần đây có một cái trả bài liên quan đến những cái dấu hiệu bất ngờ đó, có liên quan đến giấc mơ thì các bạn có thể tham khảo trong cái trả bài đó ha và hãy luôn đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc à, đi ngủ đủ giấc nó sẽ giúp cho bạn có sự tỉnh táo hơn và có được những cái sự hướng dẫn rõ ràng hơn cũng như làm việc có hiệu quả hơn ừ. và bạn mới có thể đạt đến thành công cao hơn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Thôi xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi um, thông điệp khẩn cấp từ tổng lãnh thiên thần dành cho các bạn lúc này là gì và đây hiện ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin đi cái năng lượng các bạn tụ 2 các bạn tụ 2 là những người sống có nguyên tắc có tiêu chuẩn riêng là những người rất là yêu hoa lá cây cành À, là những người rất là thích trưng bông trưng hoa và mình thấy các bạn cũng là một người rất là thích tiếng chim hót nói chung là mình thấy hiện tại thì có thể bạn đang tập trung vào việc của các bạn và bạn không có để những cái điều bên ngoài nó gây cho bạn cái sự sao nhãng nha à. các bạn là những người rất là giỏi trong cái vấn đề ăn nói à, là những người rất là khôn ngoan và có khả năng dẫn dắt lãnh đạo người khác có sự nhạy bén có khả năng truyền cảm hứng truyền lửa cho mọi người Ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn đang cảm thấy khá là nóng trong thời điểm này ha hoặc là mình thấy có thể là bạn đang có những cái sự soi sụp muốn làm một cái điều gì đó ừ. muốn lên kế hoạch để thực hiện một cái dự án mới nào đó và bạn đang gọi là tìm kiếm thêm những thông tin cần thiết và các bạn là những người cũng đang có rất là nhiều việc bạn phải làm trong thời điểm này các bạn đang kiên nhẫn và kiên trì và hiện tại có thể có bạn cũng có cái sự khó khăn có khả năng là cuộc sống của bạn công việc của bạn nó đôi chút hơi bị trục trặc hoặc là cái con đường của bạn nó trở nên quanh co hơn nó không có được gọi là suôn sẻ như lúc trước mình thấy là như vậy nhưng mà mình thấy các bạn sắp tiến đến cái đích đến mà bạn mong muốn rồi à, chỉ là các bạn hãy dành một khoảng thời gian để bạn nghỉ ngơi tái tạo năng lượng tinh thần sức sống của mình để bước tiếp à, còn ở đây các bạn đang gọi là leo lên một cái đỉnh núi mà ở cái chỗ này nó dốc và nó treo leo mà các bạn không có cái sự nghỉ ngơi các bạn rất là dễ bị té ngã nha. Cho nên là nghỉ ngơi là điều cần thiết để mình có sự tỉnh táo hơn trong cái đoạn đường sắp tới của các bạn. Các bạn ở đây mình thấy các bạn là những người gọi tự mình gồng gánh, tự mình gánh vác mọi chuyện chứ bạn không có thể nhờ cậy bất kỳ ai cả. Và dường như trong cuộc sống của bạn thì um, có những người họ không có tốt đẹp với các bạn, có rất là nhiều người lợi dụng các bạn hoặc là làm điều gì đó mờ ám sau lưng các bạn hoặc là nói xấu phê bình chỉ trích gì đó ở đây. Và bên cạnh đó thì mình thấy các bạn nhờ vào những cái khoảng thời gian mà kết nối với những người này, trải qua những bài học với họ thì bạn mới trở nên gọi là sáng suốt hơn, bạn trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn và từ đó các bạn cũng có thể giúp cho những người khác họ đỡ phải gặp những cái um, sự um, sự gian dối ha. và hãy biết rằng mọi thứ nó không như cái bề ngoài của nó đâu cho nên đôi khi bạn cảm thấy con đường của bạn mệt mỏi nặng nề nhưng mà ẩn sau đó là một cái um, có khả năng là một cái món quà um, một cái điều gì đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy ngạc nhiên ha. một cái phần thu hoạch lớn cho cuộc sống của các bạn Nói là như vậy và cái món quà này đang được cái thiên thần mang đến cho các bạn à, Hiện tại mình thấy dường như các bạn là những người cũng sống rất là khiêm tốn Có thể là bạn có thành công, bạn có sự đủ đầy, bạn có sự thịnh dượng ha Nhưng mà các bạn có sự khiêm tốn mà không có nói ra Hoặc là bạn là một người âm thầm lặng lẽ thực hiện những kế hoạch của mình ừ. Các bạn không có thích phô trương và khoe khoang Hoặc ở đây mình thấy có rất là nhiều người, <laughs> rất là nhiều người họ muốn tìm hiểu về cuộc sống của các bạn. Tại sao bạn lại có được vị trí đó? Tại sao bạn lại có được những cái kinh nghiệm, những trải nghiệm như vậy? Tại sao bạn lại thông thái như vậy? Ừ. À, ở đây nè, các bạn có thông điệp liên quan đến sự gọi là thảnh thơi, nghỉ ngơi, thư giãn đi ha. Ừ, như mình nói, à, mọi thứ đều an toàn chỉ là do cái suy nghĩ của bạn lo sợ thôi chứ thực sự mình thấy là vũ trụ đã sắp xếp mọi thứ cho các bạn để bạn có cái không gian nghỉ ngơi à có thể là hiện tại các bạn cảm thấy cuộc sống của bạn nó có sự khựng lại mọi thứ nó sự chậm lại là vũ trụ muốn các bạn nghỉ ngơi đó thư giãn đó ừ. bạn không cần phải gọi là hối thúc mọi thứ đâu nó cũng sẽ gọi là ăn khớp vào nhau à. và cái kết quả nó sẽ đến nhanh hơn khi mà bạn thư giãn khi mà bạn có cái khoảng thời gian tái tạo năng lượng sức sống tinh thần cho mình ừ. Dạo gần đây có thể một số bạn cũng hơi buồn ngủ Nếu như cơ thể của bạn cần cái điều đó thì hãy cho nó được nghỉ ngơi nha ừ. Và có thể là cái việc mà bạn kết nối với à, hoa, với à, chim chóc, với môi trường thiên nhiên Giúp cho bạn có thể tái tạo lại sức sống, à, nâng cao tần số rung động à, Để bạn có thể có tràn đầy năng lượng, để bạn có thể à, tiến đến cái đỉnh cao của mình ừ. Cho nên là đôi khi cái mục tiêu của các bạn ha bạn đi chậm một chút thì nó cũng sẽ không bị mất đâu, bởi vì nó đã dành sẵn cho các bạn rồi. Cho nên bạn không cần phải quá uh, hối thúc, không cần phải quá hấp tấp vội dã làm gì. Thời điểm này nếu như ai đó mời gọi hợp tác hoặc là làm một cái điều gì đó kêu gọi bạn đầu tư vân vân thì các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng đừng có hấp tấp vội vàng rất là dễ gặp nguy hiểm ha có những cái điều gì đó ẩn dấu phía trong thì mình cần phải tìm hiểu sâu hơn, đừng để để người khác thao túng nha. Yeah. Bởi vì trong cuộc sống của bạn có những cái người họ đeo mặt nạ với các bạn đó, thậm chí là trong công việc, trong tình yêu, nói chung là mọi lĩnh vực thì bạn cần phải có một cái sự khôn ngoan để có thể nhận biết vấn đề để bạn có thể tránh được những cái rủi ro. Ừ. Rồi để mình xem coi thông điệp khẩn cấp mà các thiên thần đang muốn mang đến cho các bạn là gì đây. Ở đây có thể các thiên thần sẽ đến với bạn thông qua hình dạng của những chú chim nha. Yeah hoặc là đám lửa ừ. hoặc là con sóc ừ. hoặc là con số lập vân vân để cho bạn biết cái sự hiện diện của các ngài đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ thấy khá nhiều con số lập 666 đó ừ. có cái thông điệp cho các bạn các bạn có thể lên google sợi con số lập và con số thiên thần 666 để uh, nhận thông điệp hướng dẫn và 999 nè 888 nè rất là nhiều con số 6 ở đây cho nên cái việc cân bằng là hết sức cần thiết nha con số 6 và con số 9 ừ. mình thấy cái thiên thần muốn các bạn hãy có một cái sự buông bỏ quá khứ ừ. bạn là một người hay lưu giữ những quá khứ những kỷ niệm những trải nghiệm tuy nhiên thì bạn mang quá nhiều quá khứ đến nỗi không thể nhìn thấy trọn vẹn ở hiện tại à, cho nên là đây là thời điểm mà các bạn hãy sẵn lòng buông bỏ cái sự ràng buộc mà cái quá khứ nó đã đeo bám các bạn một cách đơn giản và rõ ràng và hãy biết rằng cái quá khứ của bạn nó đã biến mất rồi và hãy để cho nó đi luôn ha. và hãy đắm mình hoàn toàn vào hiện tại của các bạn và khi mà bạn làm điều này thì cái quá khứ của bạn nó sẽ đơn giản là biến mất và vinh quang của hiện tại nó sẽ xuất hiện nha và trong thời điểm này thì bạn với các bạn tuần một cũng khá là giống nhau ha. hoặc là có thể hai bạn chọn luôn có bạn có một số bạn chọn luôn tuần một với tuần hai À, bạn đang ở trong cái lớp sương mù dày đặc thì tốt nhất các bạn nên im lặng và tĩnh lặng bạn đừng có dội dàng tiến về phía trước ừ. hãy kiên nhẫn hơn một chút bởi vì rất là khó để mình có thể nhìn thấy những cái điều ở phía trước nếu như bạn uh, không có sự gọi là tỉnh táo ha cũng như là mọi thứ nó chưa có được uh, hé lộ sự thật cho các bạn đôi khi mọi thứ nó có vẻ không như uh, cái vẻ ngoài của nó ừ. Trên thực tế thì những cái điều tưởng chừng như một chiều có thể lại là lại là một cái sự hoàn toàn khác. Hãy kiên nhẫn, ha, sự thật nó sẽ xuất hiện. Và trong cái trạng thái tầm nhìn bị che khuất này thì cái trí tưởng tượng và trực giác của bạn có thể được khơi dậy. Và nếu như bạn có thể chờ đợi cho một cái điều mơ ước gì đó đủ lâu rồi thì những ước mơ và khao khát bên trong của bạn có thể thành hiện thực. Hãy lắng nghe trực giác của các bạn và chú ý đến những cái suy nghĩ tưởng chừng như ngẫu nhiên đó ha và đây một cái thông điệp mạnh mẽ và quan trọng các bạn cần nhận đó là ngay cả khi mọi thứ dường như khô khan hoặc là không có kết quả thì một cái năng lượng sâu sắc hơn sẽ nói lên sức mạnh hiểu biết bên trong của các bạn hãy tịnh tâm suy nghĩ hãy tin tưởng vào những cái uh, điều bất ngờ mà vũ trụ mang đến cho các bạn uhm và các cố vấn thiên thần đang ở gần các bạn à, các tổng lãnh thiên thần đang có sự bao quanh các bạn bây giờ bạn hãy sẵn sàng đón nhận một số thông điệp quan trọng nhất dành cho các bạn thông qua trực giác trực giác của bạn nó rất là chính xác nên hãy tin tưởng vô nó à. Và ngay cả khi có một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn có vẻ mờ nhạt thì bạn hãy biết rằng những cái lĩnh vực khác trong cuộc sống của mình đang được bồi dưỡng để có một cái tương lai quy hoạch Ừ, hãy có niềm tin và hãy biết rằng có một cái mục đích cao hơn cho những gì mà bạn đang đối mặt à. Và bên cạnh đó các bạn được bảo vệ ha Các bạn được an toàn ừ, Các bạn giống như một cái cây sòi cổ thụ gì đó à, Và bạn được um, cắm rễ sâu vào mặt đất à, Bạn dũng cảm, bạn có thể vượt qua được bất kỳ trở ngại nào Và bạn có thể sống sót um, trước những cái khó khăn Hãy luôn giữ vững tinh thần của mình bạn mang trong mình năng lượng của một nhà lãnh đạo và bạn có quyền lực lớn trong cuộc sống của các bạn, cái trí tuệ thiên liên vĩ đại đang mở rộng bên trong các bạn và những người khác họ sẽ cảm nhận được cái điều này và ngoài ra hãy biết bảo vệ tài sản của mình, hãy cẩn thận để có thể bảo vệ người thân yêu chính bản thân bạn và ngôi nhà các bạn trong thời điểm à, mọi thứ có vẻ hơi mù mờ này ha và ánh bình minh sẽ được chiếu rọi vào trong cuộc sống của các bạn mình thấy các bạn Sẽ có sự mở rộng Theo những cách sâu sắc và kỳ diệu Sẽ có những trải nghiệm Những ý tưởng mới Nó đang được xuất hiện Sức sống và cơ hội rộng mở Đang ở trong tầm tay các bạn Hãy nắm bắt nó Đây là thời điểm hoàn hảo Để bạn có thể Bắt đầu dự án mới Hoặc là nảy sinh một ý tưởng mới Và các bạn đã Nghỉ ngơi, thư giãn Hồi phục sức khỏe Tinh thần Thì hãy bắt tay vô hành động cho cái điều mới mẻ này và vận may đang chờ đón các bạn à. các bạn đây là cái thời điểm các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn mở rộng quyền lực ha hoặc là cái um, uh, cơ hội phát triển thêm cho cái ngành nghề gì đó của các bạn bạn rạng rỡ và tỏa sáng và có một cái ánh sáng rực rỡ bên trong bạn mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được uhm. đây là một cái giai đoạn các bạn có sự hồi sinh và thời gian của sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc nó tượng trưng cho sự kết thúc của bóng tối và sự khởi đầu của ánh sáng Đồng thời là sự khởi đầu của một cái chu kỳ hoàn toàn mới trong cuộc sống của bạn đó Hãy có niềm hy vọng Hãy luôn gọi là sống một cách vui vẻ và tích cực Cuộc sống của bạn đang có sự bắt đầu lại với những cái điều mới mẻ hơn Ở đây mình thấy con số lập 222 rất là nhiều Hoặc là bạn có thể um, tìm kiếm con số thiên thần 4224 ừ. Một số bạn ở đây mình thấy có khả năng là Bạn là một người rất là thích ngắm mây ừ. Và trong suốt thời gian qua Có thể là bạn đã tìm kiếm các dấu hiệu trên bầu trời à, Và trong cái sự chuyển đổi Chuyển động à, Luôn thay đổi của các đám mây Thì à, bạn nhìn thấy những cái hình dạng à, Và dường như là một cái thông điệp trực tiếp Từ đấng tạo hóa Thì đúng là như vậy Cho nên là mình thấy khi mà bạn nhận được những thông điệp đó thì chính là thông điệp từ vũ trụ dành cho các bạn đó. Và đám mây thì nó luôn thay đổi và một cái thông điệp dành cho các bạn đó là gì? Đó là cuộc sống là tạm thời và nó luôn thay đổi. À. Cho nên bạn phải thích nghi với mọi thứ, linh hoạt với mọi thứ. Và, thay, và đây là thời điểm các bạn có thể thay đổi ý định của mình à, hoặc là thay đổi hướng đi của mình đều được. Bạn không cần phải gọi là đi theo một cái khuôn mẫu, rập khuôn gì đó đây là lúc các bạn gọi là đặt nhu cầu và mong đợi của người khác sang một bên và lắng nghe cái nhịp trống của chính bạn lắng nghe cái điều bạn bạn được thôi thúc à, hãy tạo ra một cái nền tảng ha, một cái truyền thống của riêng mình và bạn có được cái sự tự do để bạn có thể thể hiện bản thân và để tinh thần của bạn có sự bay bổng và táo bạo à, hãy có sự mạnh mẽ và vượt ra ngoài cái giới hạn mà bạn đã tự ra đã tự đặt ra cho chính mình hoặc là người khác đặt ra cho các bạn đây là thời điểm mà mình thấy các bạn sẽ có một sự phát triển dược bật. Bạn không thể kiểm soát hoàn cảnh chính xác của cuộc đời mình, nhưng mà bạn có thể kiểm soát ý nghĩa mà bạn gán cho nó. Hãy chọn những cái ý nghĩa có thể tiếp thêm sức mạnh cho các bạn. Vì đây là lúc các bạn vô tư, quan giả và tạo nên những cái điều kỳ tích. Đây là thời điểm các bạn bước vào cái quyền năng và sức mạnh của mình. Thời điểm dành cho các bạn đây là lúc các bạn khẳng định sức mạnh và bước vào tiềm năng um, thiên liêng của bạn bạn có quyền sợ hãi bạn có thể cảm thấy không chắc chắn nhưng mà hãy cứ tiếp tục và làm theo um, trực giác mách bảo hãy dũng cảm lên ha hãy để cho thế giới nghe thấy giọng nói của bạn hãy đứng dậy và hãy đứng lên vì chính mình và vì người khác chia sẻ niềm đam mê các bạn à, và có sự hướng dẫn mọi người um, theo những kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được Hãy viết và lời nói của bạn sẽ có ý nghĩa rất là lớn. Và hãy giữ cơ thể của bạn như thể bạn là người vô cùng dũng cảm, cao thượng. ha Bạn chính là một người được vũ trụ trao cho cái quyền lực để bạn có thể mạnh mẽ và tiến vào cái không gian mới của sự thăng tiến, phát triển đỉnh cao trong cái sự nghiệp của mình. Các bạn đang được nâng lên một cái tầm cao tâm linh. Khi mà bạn luôn có sự vươn tới và tin tưởng vào thần thánh Các bạn là những người có sự luôn hướng về phía thiên đường Và các bạn đang được các ngài cho cho bạn sức mạnh dân trào, sự giác ngộ và sự mặc khải Về những cái vấn đề thiên liêng ừ. Các bạn đang được khơi dậy những cái bản ngã sâu sắc hơn của bạn Và kích hoạt những cảm xúc nguyên sơ và sâu sắc của chính bạn các bạn đang được ban cho sức mạnh to lớn để làm những cái việc lớn lao hơn so với những cái điều mà bạn đang làm ừ. Đã đến lúc các bạn gọi là được uh, nâng cấp và phát triển hơn rồi Giống như các bạn được ban cho đôi cánh để bạn có thể bay cao hơn ha Một số bạn các bạn tuổi ngọ ha Các bạn từ một con ngựa thường các bạn trở thành ngựa trời <laughs> kỳ lân à, Điều kỳ diệu các bạn có khả năng tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống Và nó có khả năng có tầm ảnh hưởng rất là nhiều người á uh, Tầm ảnh hưởng tích cực ha Hiện tại các bạn còn bế tắc lắm các bạn còn chưa chưa tìm ra được hướng đi hoặc là bạn đang cảm thấy mỏi mệt các bạn còn nghỉ ngơi trước thì bạn cứ nghỉ ngơi đi khi nào bạn cảm thấy ở ừ, đủ rồi ha mọi thứ bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi bạn biết đường đi nước bước thế nào rồi bạn đã có một kế hoạch chỉnh chu ha có một cái bản đồ rồi và hướng tới cái mục tiêu của mình thì bạn sẽ làm được ừ. và những cơ hội về tiền tài đang được trao ban cho các bạn đó À, những cơ hội về tài chính Sự đủ đầy, sự dư giả, sự thoải mái ừ. Và bạn là một người có khả năng Thu hút những điều bạn mong muốn Trở thành sự thật và ngoài ra chính bạn là Cái người viết lên cái kịch bản Cho cuộc sống của mình Cho nên là hãy viết những cái kịch bản Gọi là mang tính chất uh, Thăng hoa, tươi đẹp ha. Còn bạn uh, cứ gọi là Dậm chân tại chỗ Các bạn không thoát ra khỏi những cái quá khứ Những đau buồn hoặc là những cái tổn thương À, hoặc là không thoát khỏi cái giới hạn của mình thì các bạn khó có thể có được cái nguồn tiền mà bạn mong muốn khó có được cái cuộc sống dư giả đủ đầy mà bạn khát khao à, khó có được cái sự gọi là tự do để làm những điều mà bạn gọi là được thúc đẩy ừ. bạn sẽ rất là hối tiếc và hối hận nếu như bạn bỏ lỡ cái những cái cơ hội đang được mang đến cho các bạn mình thấy là như vậy ở đây mình thấy các bạn có thể học hỏi từ những người khác những người có kinh nghiệm những người đã trải nghiệm những người thành công trong lĩnh vực rồi những lĩnh vực mà bạn đang muốn theo đuổi rồi thì bạn uh, hãy đi theo cái bước chân của họ thì bạn sẽ được thành công vũ trụ có sự gọi là đưa đẩy những cái người phù hợp đến để bạn có thể được hướng dẫn xem mình phải đi như thế nào và cái con đường của bạn nó không hề gian nguy như bạn nghĩ đừng lo sợ ha À, bạn được bảo vệ an toàn trên bước đường của mình mặc dù có thể mọi thứ không rõ ràng nhưng mà thực sự là bạn đang ở trong cái không gian khá là à, xung xuê và mọi thứ có sự gọi là trổ sinh hoa trái ở đây ừ. và có thể mọi thứ mà bạn à, cảm thấy lo lắng nó đang gọi là bóp nghẹt cái thành công của các bạn nó khiến cho bạn không có thể vươn tới được một cái cuộc sống tươi sáng rộng mở nè cho nên là mình thấy các bạn đang được tiếp thêm sức mạnh để bạn không sợ hãi bất cứ điều gì hết và bạn có thể bay cao và bay xa hơn trên cái hành trình tương lai các bạn và tiền bạc của bạn nó cũng sẽ có một cái sự thoải mái hơn dư giả hơn đủ đầy hơn và thậm chí có một số bạn mua nhà mua đất luôn ha khi mà bạn đã biết phát triển bản thân tài năng và kiến thức của các bạn thể hiện và không có sự tự ti, rụt rè, à, tự tin khi mà thể hiện tất cả những cái điều mà bạn muốn chia sẻ với cuộc sống này. thì à, những cái gì mà bạn thu hút thì bạn sẽ có khả năng gọi là có được nó nha. Yeah. nó nằm gọn trong vòng tay của các bạn rồi. Vì việc bây giờ là các bạn có đầy đủ tất cả rồi. À, bạn có đầy đủ những cái nguyên vật liệu, ha, có công cụ đầy đủ hết rồi. chỉ cần bạn gọi là bắt tay vô nấu là các bạn sẽ có được một cái nồi lẩu thơm ngon như ý bạn mong muốn. Và mọi thứ như là thêm muối, thêm ớt hay gì đó là do bạn Bạn muốn được thêm cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn Thì mình thấy là những điều bạn mong muốn đó vũ trụ sẽ đáp ứng cho các bạn tất cả Bạn có quyền năng để làm được cái điều đó à, Cho nên là hãy biết trân trọng cái giá trị, cái à, cái khả năng, cái tài năng Hoặc là cái um, ân sủng mà ơn trên ban cho các bạn Mọi cái yêu cầu, mọi mong muốn của bạn được lắng nghe Và bạn có được cái quyền tự do ý chí cho nên là khi bạn tin tưởng bạn mời gọi ơn trên các thiên thần vào giúp thì các ngài mới có thể giúp được hỗ trợ cho các bạn được ha còn nếu như bạn có một sự im lặng và không thể hiện thì hoặc là không tin tưởng thì khó có thể có được cái sự can thiệp từ thần thánh để bạn có được cái sự tự do và dạo gần đây một số bạn hay thay thức khuya và các bạn mỏi mệt gì đó thì các bạn nên gọi là cân bằng chăm sóc cho giấc ngủ của mình và hãy tập thể dục để có một sức khỏe tốt. Các bạn bắt đầu một cái hành trình mới ha, tiến đến cái đỉnh cao mới, ha, tiến đến cái ngọn núi mới. Ừ. Và nó sẽ rất là nhiều điều thú vị tràn đầy ánh sáng cho các bạn ở đây. Những cái phần thưởng được trao đến cho các bạn đó là liên quan đến vấn đề tài chính của các bạn. Ừ. Và ở đây mình thấy các bạn có rất là nhiều người cần đến các bạn đó. Ừ cần đến tài năng cần đến kiến thức kinh nghiệm các bạn cho nên là bạn đừng có rụt rè nữa hãy cứ gọi là hành động đi ha. và cái cơ hội mới đó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn nó tràn đầy cái sự dưỡng chắc, an toàn và tốt đẹp hơn rất là nhiều ừ. hoặc là những cái mong ước của bạn về gia đình về vật chất tiền tài ừ. về sức khỏe sẽ được đáp ứng các bạn giống như đang được thôi thúc làm cái điều gì đó mà bạn đã biết mình nên làm rồi nhưng mà bạn còn từ từ Uhm, bình tĩnh <laughs> uhm, Nghỉ ngơi và quan sát Hoặc là lên kế hoạch Rồi bạn sẽ bắt tay vô làm Thì uhm, mình thấy các bạn sẽ thành công Và thời điểm này trước những cái quyết định gì đó Cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng Chứ đừng có vội vàng Bởi vì rất là dễ đưa ra những quyết định sai lầm à, các Bạn sẽ hối tiếc hối hận đó Đặc biệt là khi mà bạn chọn lựa đối tượng tình yêu Hoặc là chọn lựa đối tượng để bạn có thể hợp tác kết nối uhm thì các bạn phải có một cái sự tìm hiểu sâu ha, và rõ về cái người đó ừ. đây mình thấy có rất là nhiều thông điệp liên quan đến sự cân bằng ha. cân bằng thì bạn mới có thể nhìn rõ vấn đề hoặc là cân bằng mới có thể nhận được những cái thông điệp từ ơn trên nhìn cho các bạn và các bạn cũng là một người đem thông điệp đến cho mọi người đó để xem tổng lãnh thiên thần thần Gabriel, thiên thần Raphael và thiên thần Michael muốn nói gì các bạn ngay bây giờ đây. ở đây mình có thông điệp dành cho những các bạn mà mang năng lượng nữ bị người khác phản bội rời bỏ, ha, đang cảm thấy cô đơn bế tắc và cảm thấy rất là buồn bã thì các thiên thần muốn các bạn hãy tập trung vào sự nghiệp các bạn mở rộng phát triển bản thân bởi vì bạn sẽ tạo nên cho mình một cái sự nghiệp vững chắc và tiền tài đủ đầy, trù phú đến với các bạn. À, chứ đừng vì tình yêu mà khiến cho cuộc sống của bạn sự nghiệp các bạn có sự đi xuống mà bản thân bạn phải ý thức được rằng à, hãy yêu bản thân của mình hãy chăm chút cho những gì mình có thể nắm giữ mình có thể phát triển còn những gì mà mình không thể níu kéo những gì đã rời khỏi cuộc sống của mình thì mình hãy buông bỏ hãy xem là quá khứ và đừng mãi sống trong quá khứ nó khiến cho cuộc sống của bạn bị uh, thụt lùi ha và khi mà bạn thành công bạn có được cái sự nghiệp ổn định và bạn có được cái tình yêu thương bản thân mình một cách đủ đầy thì bạn sẽ thu hút được bất kỳ điều gì mà bạn mong đợi thậm chí về tình yêu cũng vậy và cũng dành cho bạn nam nhưng mình thấy bạn nữ ở đây bị mắc kẹt nhiều hơn đôi khi có điều gì đó trong cuộc sống của bạn nó không phát triển như là tình yêu của bạn không phát triển nhưng mà sự nghiệp của bạn nó sẽ rất là vang dội đó cho nên là mình hãy có một sự linh hoạt với những cái sự thay đổi à, cái gì phát triển thì mình gọi là À, phát triển tập trung vào cái đó kiểu vậy. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là trong thời điểm này các bạn gặp rất là nhiều ác mộng hay gì đó ha, hoặc là cảm thấy mất an toàn, cảm thấy bơ vơ cô đơn ừ, do các bạn ngã cái nỗi buồn hoặc là do những lo lắng của bạn gây nên, hoặc là một cái cuộc tấn công tâm linh từ một ai đó dành cho các bạn. Ừ. Cho nên là hoặc là các bạn trong thời điểm này không nên đi chơi khuya và hãy cầu xin tổng lãnh thiên thần bảo vệ cho bạn cả ngày lẫn đêm bảo vệ thậm chí trong giấc ngủ các bạn để không bất kỳ không có bất kỳ những cái điều ma giáo nào những cái ám khí nào có thể tấn công các bạn được khi mà bạn ở trong cái sự bảo vệ của các ngài nha và một cái lời khẳng định của các thiên thần dành cho các bạn là bất kỳ ai gây hại cho bạn cũng như tổn thương cho bạn hoặc là Um, buông bỏ hoặc là có sự gọi là bỏ rơi gây tổn thương về tình cảm hoặc là trong cái công việc của bạn trong cái vấn đề tài chính hay gì đó nói chung có những cái điều gian manh ha um, phản bội lợi dụng thì họ sắp có những cái bài học riêng cho chính mình và có thể thật họ sẽ rất là hối hận à, có thể là họ sẽ gặp phải cái vấn đề giống như bạn đã gặp ha, và họ sẽ bị tổn thương và họ có sự chắc là mong được cái sự tha thứ từ các bạn. Cho nên vì có các bạn bây giờ là không cần nhớ đến những người đó và không cần phải trông đợi họ gặp quả báo. Chắc chắn là họ phải gặp cái quả báo của họ rồi. Nhưng mà bạn hãy tha thứ để bạn có thể nhẹ lòng để có thể bình yên bước tiếp vào cái cuộc sống mới của mình ha. Và những tổn thương của bạn sẽ được bù đắp bằng tiền, <laughs> tiền cơ hội, sự thành công, sự phát triển, tài năng, trí tuệ. Ừ, bất cứ điều gì, gì bạn muốn đây ở đây mình thấy khá nhiều con số lập năm 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 đó ha ở đây mình thấy thiên thần uh, Gabriel muốn uh, chúc mừng các bạn bởi vì những cái gánh nặng những cái uh, uh, khối nặng những cái cản trở những cái uh, căng thẳng những cái um, điều mà đem đến cho bạn sự tiêu cực nó đã được dỡ bỏ à, những cái chướng ngại vật um, nó cản đường các bạn nó đang được gọi là dỡ bỏ hoặc là những điều gì mà người khác gây ảnh hưởng đến các bạn tấn công các bạn thì đang được thiên thần dỡ bỏ hết và bạn hãy mong đợi tận hưởng cái chuyến đi thuận buồm xuôi gió hơn hoặc là cái công việc cuộc sống của bạn nó sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn so với lúc trước rất là nhiều hoặc là mọi thứ nó sẽ đưa ra cái quyết định có lợi cho các bạn hoặc là công việc của bạn như mình nói mọi thứ sẽ được gọi là phát triển bạn sẽ được người khác tôn trọng và các bạn có được những cái sự thành tựu xứng đáng ha có được những sự quan tâm xứng đáng đây là thời điểm mà bạn hãy có một sự giữ cái tinh thần của bạn lạc quan lên và tràn đầy niềm tin, đó là điều cực kỳ quan trọng đó. Hãy tận hưởng và đánh giá cao những thành công nhỏ và nhận ra rằng chúng sẽ góp phần tạo nên những thành công lớn. Bạn càng tập trung vào lòng biết ơn thì càng có nhiều cơ hội tích cực đến với các bạn nha. Tuy nhiên ở đây mình thấy có một điều đó là các bạn khi mà bạn tiếp nhận những thông tin và truyền đạt những thông tin các bạn nhớ tìm hiểu kỹ nha. Bởi vì có thể um, khi mà bạn nhận những thông tin sai bạn truyền đạt những thông tin sai thì bạn sẽ phải trả giá bằng những cái bài học ha, hoặc là những cái may mắn của bạn nó sẽ bị gọi là rời đi đó cho nên là các bạn phải biết chọn lọc thông tin phù hợp và cũng đừng để người khác thao túng dẫn dắt các bạn đi vào những con đường sai những hướng dẫn sai bạn phải có lý trí và có cái lập trường riêng và có suy nghĩ riêng của mình hãy cẩn thận trong vấn đề này ở đây thiên thần Raphael muốn các bạn hãy trao những cái mối bận tâm của bạn cho Ngài đi. Sự căng thẳng không cần thiết nó đang làm trầm trọng thêm cái mối lo ngại về sức khỏe và các thiên thần muốn giúp đỡ cho các bạn. Thiên thần Raphael sẵn sàng tiếp nhận và chuyển hóa mọi nỗi sợ hãi liên quan đến sức khỏe cho các bạn. Có nhiều cách để bạn có thể giải tỏa những cái nỗi sợ hãi cho các thiên thần, bao gồm các bạn viết một lá thư, cầu nguyện với các ngài, tâm sự với các ngài trong tâm trí, hoặc là hít một hơi thật sâu rồi thở ra những cái lo lắng của bạn cho vũ trụ các thiên thần mang đi ừ. hãy cầu xin các ngài giúp đỡ thường xuyên và nói về cảm xúc của bạn với những người đáng tin cậy à, và các thiên thần ha thực hành các phương pháp thư giãn như là massage thiền định đi dạo trong thiên nhiên hoặc tập thể dục nhẹ nhàng ha. và hãy tin tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi ừ. Ở đây mình thấy các bạn được thiên thờ Michael khuyên các bạn là hãy khám phá những cái lựa chọn cho các bạn đó Bạn đã làm việc chăm chỉ để làm cho hoàn cảnh hiện tại của mình có thể um, hoàn tất ha. Và giờ là lúc các bạn xem xét cái lựa chọn thay thế Và bạn là một người có cái khả năng đối phó và thích ứng với hoàn cảnh rất là đáng ngưỡng mộ Tuy nhiên thì thiên thờ Michael nhắc nhở bạn rằng Điều quan trọng là bạn phải luôn trung thực và chân thật với chính mình bạn không cần phải thỏa hiệp dưới bất kỳ hình thức nào vì thiên thần đảm bảo với bạn rằng nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng một cách nhẹ nhàng và yêu thương một số bạn đang tìm kiếm công việc hãy cập nhật lý lịch của mình và tìm kiếm công việc đi biết rằng bạn sẽ không cô đơn nếu như bạn rời bỏ một cái mối quan hệ nào đó không lành mạnh và ngoài ra hãy có những cái phương thức mới để có thể giải quyết những cái vấn đề hiện tại các bạn nghiên cứu và khám phá các lựa chọn của riêng bạn Hãy cho phép bản thân của mình mơ mộng về những khả năng có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống của bạn mọi thứ đều có thể. Hoặc là bạn khi có những ước mơ gì đó chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật nếu như bạn tin tưởng. Ừ. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây, nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi thông điệp khẩn cấp À, từ tổng lãnh thiên thần dành cho bạn lúc này là gì Và đây là những trả bài chung mang Nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng Các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 dạo gần đây Có thể bạn có rất là nhiều những cái nỗi sợ Hoặc là có thể bạn đang cảm thấy khá là Mệt mỏi, chán trường, ủi ỏi Một số bạn thì mình thấy Có thể là trong thời điểm này các bạn hết sức cẩn thận khi mà tương tác với một ai đó lạ hoặc là thời điểm này thì cẩn thận với những cái chiêu thức lừa đảo lợi dụng hoặc là trộm cắp trong thời điểm này nha hoặc là các bạn nào làm những công việc mà liên quan đến bảo mật mình thấy coi chừng có những cái sự nghe lén hoặc là đánh cắp thông tin ở đây cho nên là các bạn nên biết giữ bí mật cho cái công việc của mình cũng như thông tin của mình một số bạn thì có thể giờ gần đây các bạn cũng cảm thấy khá là buồn cuộc sống của bạn nó có vẻ một số bạn giống như là đạn rơi và thất bại hoặc là có thể bạn cảm thấy như là mình bị bất lực với cuộc sống của mình và đôi khi có thể bạn cũng cảm thấy có một cái sự bất công ha? bất công trong cuộc sống kiểu như có người thì quá thành công còn bạn cuộc sống của bạn thì nó lại toàn là những cái điều trở ngại thôi mình thấy các bạn tù ba là những người không nên tin tưởng người khác quá nhiều Không thôi là bạn sẽ bị người khác đâm lén sau lưng Hoặc trong thời điểm này bạn nghe được rất là nhiều cái tin tức lừa đảo Cho nên các bạn hãy cẩn thận, tỉnh táo à. Và có thể bên cạnh đó mình thấy giờ gần đây các bạn bị mất ngủ triền miên, không có ngủ được ừ. Hoặc có những cái bất an, bồn chồn lo lắng, phiền não gì đó ở đây Gặp nhiều cơn ác mộng ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn rất là mong muốn hoàn thành những cái giai đoạn khó khăn này những giai đoạn tiêu cực này một số bạn có thể là mất việc hoặc là bị bạn bè phản bội hoặc ai đó mượn tiền không trả à, hoặc là có một số bạn thì có thể à, các bạn muốn kết thúc kết liễu cuộc đời của mình thì mình thấy không nên bạn sẽ hối tiếc hối hận với cái điều này đó cái quá trình khó khăn của bạn nó sắp kết thúc rồi cho nên mà không cần phải quá gọi là buồn phiền gì hết ừ. và cái sự kết thúc này do vũ trụ mang đến cho các bạn cái sự kết thúc sự hoàn thành xong những cái đớn đau những tổn thương và vũ trụ muốn bạn biết một điều là dù cho cuộc sống bạn khó khăn như thế nào nhưng mà hãy luôn giữ cho mình cái tấm lòng trong sạch hãy luôn tin tưởng bạn đang bị thử thách về đức tin về niềm tin ừ khi mà bạn có thể vượt qua, ha, bạn có thể là vẫn tin tưởng vào một tương lai phía trước tốt đẹp và không bị người khác rù quến hoặc là kéo lo các bạn vào những cái hành động, những cái hoạt động không tốt thì chắc chắn ha, một cái phần thưởng đang dành đến cho các bạn đó. ở đây trong thời điểm này thì không nên bị người khác chèo kéo ha hoặc là bạn nào đang rất là muốn đi nước ngoài làm việc nha thì mình thấy hết sức cẩn thận coi chừng bị người khác lụ gà nha bạn cần phải tìm hiểu kỹ thông tin rõ ràng bởi vì các bạn đang trong cái giai đoạn tiểu nhân xuất hiện khá là nhiều cho nên là bạn phải tỉnh táo để không có thôi là sẽ gặp cái vấn đề uh, mất cả chì lẫn chài ừ. hoặc là bạn nào có khả năng một số bạn các bạn đang cảm thấy um, mệt mỏi với những cái vấn đề xảy ra trong cái thế giới này tuy nhiên thì uh, hãy có một sự tin tưởng rằng vũ trụ đang gọi là biến chuyển mọi thứ và cuộc sống của bạn cũng như vậy hãy tập trung vào những cái niềm vui sự biết ơn những cái điều gì đó đơn giản ở hiện tại thì bạn có thể thu hút được nhiều cái phước lành may mắn hơn, à, biến chuyển được cuộc sống của bạn sang cái giai đoạn êm ả hơn. Còn các bạn cứ tập trung vào những cái điều chê trách cuộc sống, phàn nàn mọi thứ, khó chịu mọi việc, tổn thương, oán à, giận. Thì bạn sẽ thu hút nó đến với bạn nhiều hơn đó. Cho nên là các bạn cần phải biết yêu chính mình, yêu thương chính mình à, và chọn lựa cái suy nghĩ. Để mình có thể có được những cái điều mà bạn mong muốn mau đến. Có một số bạn các bạn muốn học ngoại ngữ hay gì đó thì mình thấy các bạn có thể um, làm được, ha? bạn có thể thành công và có thể um, các bạn nhờ vào cái điều này mà các bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn. Mở ra cho mình thêm nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp của mình. Có thể trong vòng 21 ngày nữa thôi là một cái biến cố một cái khó khăn tồn động này nó sẽ biến mất trong cuộc sống của các bạn nó sẽ kết thúc hoàn toàn cho nên bạn hãy cố gắng kiên nhẫn và kiên trì vượt qua để, để không có để những cái thời khắc đen tối này nó ảnh hưởng ha hoặc là có thể một vài bạn đang gặp gặp những cái vấn đề về sức khỏe nữa à, trong thời điểm này không nên thức khuya thức khuya sẽ tổn hại sức khỏe của bạn rất là nhiều hãy chăm chút bảo vệ sức khỏe của mình tinh thần của mình cuộc sống của mình nha và thời điểm này không nên tranh cãi cãi vã với người khác hoặc là không đi nên đi chơi đêm rất là dễ bị người khác hãm hại hoặc thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mệnh của các bạn nha ừ. hoặc là cái giai đoạn này gọi là kiểu um, ám khí nó trùng trùng á cho nên mình thấy các bạn nên uh, có một cái sự tin tưởng vào các thiên thần và cầu sinh, các thiên thần đặc biệt thiên thần Michael bảo vệ cho bạn trên trên mọi bước đường các bạn uh, đi uh, kiểu như là cả về ban đêm lẫn ban ngày bảo vệ cho bạn để bạn không có bị những nguồn năng lượng xấu hoặc là những cái người tiêu cực ảnh hưởng đến bạn ừ. hoặc là thời điểm này có một số bạn là mình thấy là các bạn không nên tắm đêm nè hoặc là các bạn kiểu uh, cẩn thận cái vấn đề trộm đột nhập ha à, cái vấn đề như là các bạn nực quá các bạn mở cửa sổ đó à, thì cẩn thận cái vấn đề đó hoặc là giữ cho mình một cái tinh thần nhẹ nhàng, đừng có oán giận nhiều quá, ừ. bình tĩnh. Nếu như có những cái sự gọi là tranh đấu mâu thuẫn gì đó ở đây, nếu như các bạn mà không bình tĩnh, không suy si xét, không uh, hài hòa thì các bạn rất là dễ gây ra những cái hành động khiến cho bản thân của bạn hối hận sau này. À. Nếu như mình không giữ cho tâm trí mình ổn định thì mình rất là dễ bị bản ngã chi phối, uh, bị gọi là xúi dục bởi những cái âm khí trong cuộc sống của các bạn đó và làm những cái điều không có hay à, hoặc là thời điểm này bạn nào mà đi biển chơi thì cũng nên cẩn thận để tránh bị đuối nước nha và mình thấy các bạn trong cái lúc mà các bạn ngủ vào đêm khuya đó các bạn nên gọi là điều chỉnh nhiệt độ sao cho thích hợp để không có bị cái vấn đề đột quỵ các bạn phải tìm cái cách nào đó để bạn có thể ngủ ngon hơn và sâu hơn ha để không thôi các bạn sẽ bị cái vấn đề về huyết áp ừ, hoặc là giai đoạn này nên tập thể dục đi ha, để cải thiện sức khỏe giấc ngủ cũng như là xương khớp của các bạn đó để bạn có thể nâng cao tần số rung động của mình một số bạn là giống như bạn đang ở trong cái trạng thái giống như nó dây dưa nó uể oải nó mệt mỏi ha, bạn muốn thoát khỏi cái tình trạng đó cái nguồn năng lượng thấp đó thì bạn phải tập thể dục lên cái kế hoạch ăn uống lành mạnh À, có một cái lối sống lành mạnh ừ. và tập trung vào sự biết ơn cũng như là làm những cái việc đơn giản mà khiến cho bạn vui bạn hạnh phúc mà và nó có sự tích cực đến với các bạn như vậy một số bạn ở đây trong cái giai đoạn này bạn đi đâu đó mà các bạn cảm giác trực giác của bạn mất bảo và không nên đi tiếp thì các bạn nên gọi là cân nhắc lắng nghe trực giác của mình để tránh bị uh, nguy hiểm nha à. Ngoài ra cẩn thận cái vấn đề thuốc mê, thôi miên, à, những cái quá chất độc hại Hoặc là ai đó họ có sự hãm hại các bạn, bạn bè, rù quến, loi kéo Để bạn trở thành nô lệ của họ, họ bỏ thuốc trong nước của các bạn Thì rất là dễ bị cái vấn đề nghiện ngập hoặc là nhớ nhắc nhở những cái người trẻ Trong gia đình của bạn dạo gần đây mình thấy các bạn tụ ba có rất là nhiều những cái vấn đề này Cho nên là bạn đang ở trong cái um, giai đoạn gọi là mọi thứ có vẻ mù mờ thì các bạn cần phải tỉnh táo hơn nữa và cầu xin ơn trên trợ giúp cho bạn và những người thân thương của các bạn nha. Như mình nói giai đoạn này bạn không nên tin tưởng bất kỳ ai hết và hãy thanh lọc bạn bè, tránh tiếp xúc với những người bạn bè không tốt, ừ. hoặc là nhắc nhở người thân của các bạn. Và trong giai đoạn này sẽ có rất là nhiều người làm liều, ha cho nên các bạn phải dĩ hòa di quý, ừ. đừng có um có sự gọi là đấu tranh cãi cọ thì không có tốt cho các bạn đâu. ở đây mình thấy có thể là các bạn được khuyến khích đã đến lúc các bạn hãy có một sự bước ra khỏi cái cuộc sống mà bạn không mong muốn, ha, cuộc sống bình thường. hãy chấp nhận cái sự gọi là thay đổi bản thân của mình để hướng tới cái điều bạn muốn muốn. hãy có sự đối mặt với những cái nỗi sợ hãi của bạn và làm việc theo một cách mới và thậm chí um, đi theo cái bước đường mà bạn được thôi thúc. hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của mình nhiều hơn là tiếng nói và ý kiến của người khác À, thay vì các bạn chạy trốn khỏi những cái thất bại thì hãy đón nhận nó và lịch sử đã chỉ ra rằng những cái người mà sẵn sàng đối mặt với thất bại thường sẽ thành công được rõ sau này nha và hãy sẵn sàng đi bạn sắp bắt đầu một cuộc hành trình đó có thể là một cái chuyến lưu trú nội tâm hoặc là một cái chuyến du hành đến một cái vùng đất xa xôi uhm, nó có thể là một cái dự án hoặc là một cái ý tưởng sắp thành hiện thực nhưng chắc chắn là bạn là một du khách dũng cảm và tiến về những cái điều chưa biết à, hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn đi đâu bạn muốn làm gì và trở thành một người như thế nào đây là thời gian để bạn có thể làm cho nó xảy ra hãy chuẩn bị sẵn sàng và hãy có tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn muốn trải nghiệm nhưng cũng hãy chuẩn bị cho những cái điều bất ngờ đó là một phần niềm vui của việc trở thành một du khách ha. hãy nhớ tận hưởng cuộc hành trình của bạn cũng như cái việc đạt đến cái đích đến của nó và ở đây cái thiên thần muốn các bạn biết rằng đừng có dính vào những cái vấn đề về đánh đổi hoặc là trông chờ một cái thế lực ma giáo nào đó hỗ trợ các bạn hãy cẩn thận ha, bởi vì bạn phải trả một cái giá rất là đắt đó thậm chí bạn mất đi linh hồn của mình ừ. hoặc là thậm chí trong giai đoạn này hãy cẩn thận với những cái người truyền rao những cái thông tin sai lệch gì đó cho các bạn coi chừng bạn bị dẫn dẫn dắt đi sai đường thí dụ như bạn muốn tu tập nhưng mà bạn gặp những cái người tu sai À, họ đưa ra những cái lý thuyết gì đó nó sai lệch với cái lý thuyết chính thống thì bạn sẽ bị ảnh hưởng và có khả năng là sẽ khiến cho những cái phước đức của bạn nó bị vơi dần đó cho nên các bạn hết sức cẩn thận khi mà chọn cái người bạn có thể kết giao và bạn không cần phải vay mượn bất kỳ những cái thế lực ma giáo nào cả chỉ cần bạn hãy thay đổi lối sống, phát triển tốt hơn và cầu xin các thiên thần hỗ trợ thì phép màu đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Những cái sự kiện kỳ diệu đang diễn ra, những cái sự mặc khải sâu sắc và sự so sáng nội tâm đang ở rất là gần. Ừ. Và bây giờ cái việc thể hiện ước mơ của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể hành động dựa trên cái tầm nhìn cho tương lai của bạn. Một cái hành động nhỏ bây giờ cũng sẽ tạo ra một cái kết quả lớn hơn nhiều đó. Ừ các bạn có được cái sự kết nối với thần thánh mạnh mẽ hơn và ơn trên đang hỗ trợ các bạn hãy tin tưởng và hãy cầu nguyện ừ, chỉ khi bạn cầu nguyện các ngài mới có thể can thiệp được thôi à, có rất là nhiều điều tuyệt vời đang nở rộ trong cuộc sống của các bạn và hãy quan tâm hãy um, có sự gọi là nhìn thấy những điều đó hoặc là biết ơn về những cái điều kỳ diệu nhỏ nhoi thôi nhưng mà bạn cái lòng biết ơn của bạn sẽ kích hoạt thêm nhiều điều tuyệt vời đến à, Hãy mở rộng trái tim của bạn để đón nhận cái năng lượng thiên liêng, thần thánh và diệu kỳ này. Bạn càng nhận thức rõ hơn về những điều kỳ diệu nhỏ trong cuộc sống của mình thì chúng sẽ càng phát triển về quy mô. À. Và bạn được nhắc nhở là hãy nghỉ ngơi, hãy thư giãn đi. Ừ. mọi thứ sẽ tốt thôi. Bạn không cần phải thúc ép để tiến về phía trước. Và bên dưới bề mặt cuộc sống của bạn, mọi thứ đang nhẹ nhàng đẩy bạn đi đúng hướng bạn có thể trút bỏ được những gánh nặng và thư giãn rồi, hãy chậm lại và để cho cuộc sống của bạn nó có sự bình tĩnh hơn nha. Yeah. Khi mà bạn có sự thư giãn từ bỏ cái quyền kiểm soát và trực giác của bạn nó sẽ mở rộng và bạn tạo ra không gian cho ơn trên giúp đỡ cho các bạn. Ngoài ra cái việc chữa lành và đạt được cái kết quả tích cực trong cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà bạn được nghỉ ngơi, không phải lo lắng cũng như uh, nhu cầu kiểm soát kết quả. Um. Bạn chỉ cần thư giãn thoải mái để xem cái điều kỳ diệu nó sẽ diễn ra như thế nào trong cuộc sống của các bạn. Ừ. Và có thể vào cái mùa trăng tròn là cái thời điểm mà các bạn sẽ có được cái sự thu hoạch cho những gì mà bạn đã nỗ lực à, à. hoặc là một cái ước muốn gì đó của bạn nó sẽ trở thành hiện thực. Ừ. Nếu như hiện tại các bạn đang cảm thấy có một số điều trong cuộc sống của bạn nó đang chậm lại, thậm chí nó đi vào bế tắc thì bạn đã đúng. Ừ. Có thể có điều gì đó nó không có tiến triển được. À, à. Thì... Um, Bước đầu tiên để bạn có thể thoát khỏi bế tắc đó là bạn thừa nhận bạn đang ở đâu. Và đồng thời hãy xem điều gì đó nó không hiệu quả trong cuộc sống của mình, sau đó bạn hãy thực hiện cái bước chậm rãi để bạn có thể dỡ bỏ những cái rào cản. Thời điểm này khi mà bạn gọi là bị lúng vào bùng ha thì bạn dùng giấy, bạn càng cố dùng giấy thì bạn sẽ bị lúng nhiều hơn nữa cho nên là bạn hãy từ từ và cẩn thận từng bước một giải thoát bản thân của bạn và khi mà bạn được thoát khỏi cái dũng bùng rồi thì bạn bắt đầu một cái cuộc sống mới với những cái nguồn năng lượng mới và cái khả năng sinh sản cái khả năng gọi là làm việc có năng suất tình yêu sức khỏe sự dồi dào và sự thỏa mãn nó đang chờ đợi bạn ở phía trước mọi thứ đang phát triển và mở rộng trong cuộc sống của các bạn hãy tiếp tục đi về phía trước à, đôi khi có thể là bạn dễ dàng bị phân tâm bởi những gì đang diễn ra xung quanh mình nhưng mà một cái điều quan trọng là hãy biết rằng không gì có thể cản trở các bạn tăng thêm phần thưởng trong cuộc sống của các bạn ừ. hãy bước lên hãy biết rằng nhu cầu của bạn sẽ được quan tâm sẽ được gọi là chú trọng và cuộc sống của bạn nó đang gọi là tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn theo cái cách tốt nhất có thể và vì lợi ích cao nhất của các bạn và hãy kiên nhẫn bình tĩnh đừng vội vàng ừ. À, ơn trên sẽ cho bạn biết lúc nào là cái thời điểm đúng lúc để bạn có thể hành động cho tương lai còn bây giờ thời điểm này các bạn không nên vội vàng không nên mất bình tĩnh tỉnh táo để cho các bạn có thể gọi là kết nối lại với thần thánh khi bạn kết nối với thiên nhiên hoa lá cây cỏ môi trường à, tái, tái lập lại cái uh, cuộc sống mới của mình thì lúc đó các bạn đang được ơn trên dẫn đường cho các bạn đi đến cái sự tăng trưởng đó đây một số bạn các bạn đang cảm thấy cô đơn, lẻ loi, trống vắng và giá lạnh ừ. Thì bạn không hề cô đơn đâu à, Bạn luôn được thần thánh uh, ban cho bạn rất là nhiều những cái phần thưởng Các bạn có những kỹ năng tài năng mà các bạn có sự gọi là không có nhận ra Hoặc là bạn không quan tâm đến những cái tài năng thiên bẩm của mình Thì đã đến lúc các bạn hãy cho bản thân của mình lùi lại Có những khoảng không gian riêng và làm những điều bạn yêu thích Hãy kết nối với âm nhạc để bạn có thêm cái sự nâng cao tần số rung động có thêm cái động lực để phát triển cuộc sống có thêm cái sự thư thái và nhẹ nhàng hơn cho chính mình ừ. một số bạn ở đây các bạn cần có thời gian một mình à, hoặc là các bạn cần có thời gian bình tĩnh suy nghĩ ừ. và biết ơn nha các bạn đừng có giao du quá nhiều người trong thời điểm này ừ. bởi vì có nhiều người họ không thực sự là tốt cho các bạn đây bạn đang đứng trước rất là nhiều sự lựa chọn ha, cho nên hãy xem xét xem mình thực sự muốn gì, cần gì và đưa ra những lựa chọn phù hợp và bắt tay vô hành động có ý thức, có uh, kỷ luật hơn và có sự cố gắng, chăm chỉ thì các bạn sẽ có được cái uh, sự uh, hài lòng mãn nguyện hoặc là sẽ có được những cái sự trợ giúp từ một cái người mang năng lượng nữ. Đây là một người sống tình cảm, nhân ái, ấm áp, yêu thương mà biết quan tâm người khác. Chân thành. Có thể cái người này họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ bạn về mặt uh, à tinh thần chủ lành về tinh thần hoặc là chủ lành về thể chất. À. ngoài ra mình thấy mẹ của bạn cũng rất là quan tâm đến các bạn đó. Ừ cho nên hãy kết nối với gia đình, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần cho các bạn. Hoặc một số bạn các bạn đang mong con thì có thể có tin tức vui về con cái. À. Ngoài ra thì mình thấy là một số bạn các bạn có con cái các bạn nên quan tâm đến con cái của mình hơn, nhắc nhở chúng tránh xa những người bạn tiêu cực hoặc là cẩn thận trong cái giai đoạn này. Ừ để tránh bị lừa đảo. Ừ, ở đây mình thấy nè các bạn có được cái sự thỏa mãn hài lòng, cái ước mơ, mong muốn của bạn nó sẽ được đáp ứng thôi. Chỉ là cái quá trình của bạn nó cần có sự thanh lọc bớt, bởi vì các bạn đang ở trong cái nguồn năng lượng khá là um, mù mờ, đen tối, cho nên các bạn phải thanh lọc những nguồn năng lượng này thì các bạn mới có được cái ánh sáng rõ ràng, ha, có được cái sự thuần khiết, ha, có được cái sự giúp đỡ từ thần thánh một cách mạnh mẽ ừ, và những mong ước của bạn về gia đình, sức khỏe con cái hoặc là công việc hoặc là cha mẹ cái vấn đề sức khỏe chữa lành gì đó thì cũng sẽ được đáp ứng hãy biết ơn nhiều hơn đừng có cái thái độ gọi là tiêu cực như là phán xét cuộc sống hay chỉ trích những cái điều này nó chỉ mang đến cho bạn những đau buồn hơn mà thôi cho nên bạn phải ý thức được cái điều đó rõ ràng và hãy nhìn ngắm cuộc sống của mình xem mình vẫn còn điều gì ví dụ như bạn bị người khác phản bội làm bất cứ điều gì tổn thương các bạn nhưng mà bạn vẫn còn có thể thở được bạn vẫn còn cơ thể lành lặn bạn vẫn còn có gia đình bên cạnh bạn vẫn còn có một cuộc sống hòa bình bạn vẫn còn có thể đập đi xe lại cuộc đời cho nên hãy hướng theo cái hướng tích cực nhất hãy hướng những gì mà mình có thể có được và mình vẫn còn có được và biết ơn thì bạn sẽ thay đổi được năng lượng các bạn từ đó sự hài lòng sự đủ đầy sự hạnh phúc sẽ đến và thiên nhiên chính là người bạn tốt nhất hãy kết nối với thiên nhiên nha để nạp lại cái năng lượng cho các bạn Bởi vì các bạn đang bị tuột pin cực kỳ nhiều Và rất là dễ bị gọi là tắt luôn cái điện thoại của các bạn đó Cho nên phải sạc pin đi nha Và những cơ hội về tài chính sẽ được mở ra cho các bạn Nếu như bạn có thể hướng cuộc sống của mình Theo cái hướng tích cực Dù cuộc sống bạn đang tối nhưng mà mọi thứ đang được mở ra Để bạn có thể thay đổi cuộc đời miễn là bạn còn thở thì bạn còn có thể gỡ được. Đây là thời điểm các bạn có sự quay đầu quay trở về với chánh uh, niệm, quay trở về với những cái điều tốt đẹp thiện lành ừ, và ơn cho anh các thiên thần sẽ bảo đảm cho bạn một cuộc sống trọn vẹn ừ, như bạn mong đợi, uh, có được một cuộc sống thành công như bao người. Wow. Ông điệp ba nè, đây là cái con số có sự gọi là liên quan đến vấn đề các thiên thần vũ trụ của Đấng bảo hộ Thiên Liên luôn có sự kề vai sát cánh với các bạn trong các quá trình chiến thắng bản thân của mình, chiến thắng những thói quen tật xấu của mình, hoặc là chiến thắng những cái giai đoạn mù mờ tiêu cực trong cuộc sống của mình để bạn có thể thành công. Ừ. Bạn đang được kết nối với thần thánh, đang được hợp nhất với các ngài, cho nên những lời cầu nguyện của bạn đã được lắng nghe rồi đó. Ở đây có thể một số bạn các bạn đang ở trong cái giai đoạn chán nản nhưng mà cái sự chán nản là một phần của cái chuyến tàu lượng siêu tốc của sự sáng tạo ha. Trong những lúc mà bạn cảm thấy bị từ chối hãy nhớ rằng trong nhiều năm qua những cái người nghệ sĩ, những cái người đã từng thành công cũng đã từng rơi vào cái giai đoạn bị từ chối cho nên đừng có đau buồn nếu như mình bị người khác từ chối hoặc là mình không có thành công nhanh như người khác ha. À, và ngoài ra thì thiên thần gabriel muốn nói các bạn rằng hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn và hãy có sự phớt lờ với những cái sự chỉ trích hay là bác bỏ ha. cái công việc của các bạn sẽ là cái nguồn cảm hứng cho những người à, lắng nghe hoặc là chiêm ngưỡng về những cái khả năng sáng tạo của các bạn những thành quả của các bạn có thể đã đến lúc các bạn nên xem một bộ phim hoặc là đọc một cuốn sách hay hoặc là một bài báo về những cái người nghệ sĩ hoặc là những người thành công luôn phải đối mặt với những cái lời chỉ trích để nhắc nhở bản thân rằng bạn không đơn độc à, một cái sự khích lệ để bạn có thể tiếp tục con đường của mình hãy tiếp tục thực hành à, hoặc là trao chuốt bản thân trao chuốt kỹ năng của các bạn à, và thể hiện sự sáng tạo của các bạn phải thể hiện được cái tính nghệ thuật của bạn à. Ở đây thiên thần Raphael muốn bạn hãy có những cái khoảng thời gian tập trung tâm trí của bạn một cách có ý thức và suy nghĩ về sự yên bình hoặc là có những cái ý định tích cực hơn cho cuộc sống của mình. Hãy kết nối với không gian thiên nhiên để bạn có thể loại bỏ những nguồn năng lượng xấu ra khỏi cuộc sống. Hãy có những cái suy nghĩ tích cực về sức khỏe của bạn bằng cách các bạn nói lên những lời nói khẳng định về bản thân về sức khỏe và có thể các bạn nên có sự quay về với cái sự tu tập hướng thiện, sống thiện lành để loại bỏ những cái độc tố, những cái âm khí ra khỏi cái tinh thần hoặc cái suy nghĩ của các bạn thì bạn mới có thể loại bỏ hoàn toàn, thanh lọc hoàn toàn những nguồn năng lượng xấu và hãy có sự tin tưởng và có lòng tin cậy đã giải quyết cái tình trạng của bạn thì thiên thần Michael muốn cho bạn biết rằng bạn phải tin rằng mọi thứ đã được chủ lành và nguyên vẹn ngay bây giờ khi mà đức tin của bạn ngày càng lớn mạnh thì cánh cửa dẫn đến cái giải pháp thiên liêng sẽ mở ra và sự tin tưởng của bạn sẽ giúp cho tâm trí và cơ thể của bạn thư giãn điều này làm tăng năng lượng sáng tạo và sức mạnh của bạn à, hai phẩm chất sẽ đặc biệt hữu ích cho các bạn ừ, cái tình huống mà bạn đang suy nghĩ thì nó sẽ có một cái kết quả tốt đẹp à, suy nghĩ tích cực mang lại kết quả tích cực à, và nó sẽ đến nhanh chóng hơn hãy trao những lo lắng cho vũ trụ các thiên thần hãy tin tưởng vào chính mình và tin tưởng vào những gì mà bạn đang gọi là cố gắng hướng tới cái sự tốt đẹp nhất ha tin tưởng rằng cuộc sống của bạn nó sẽ tốt thôi ha thì chắc chắn là như vậy rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn